huynh và các bé. Video ngày hôm nay tiếp tục gửi tới các bậc phụ huynh cách dạy trẻ hát và vận động minh họa theo lời bài hát Con gà trống của nhạc sĩ Tân Huyền. Để thực hiện tốt được hoạt động này, phụ huynh cần chuẩn bị nhạc không lời bài hát Con gà trống. Các bậc phụ huynh hát cho các con nghe, sau đó giới thiệu tên tác giả, tên bài hát. Nếu các bậc phụ huynh không thuộc bài hát, các bậc phụ huynh có thể mở video để các con nghe và hát theo, hoặc có thể dạy các con hát mọi lúc mọi nơi để các con thuộc lời bài hát. Các bậc phụ huynh lưu ý, khi hát cho trẻ nghe, các bậc phụ huynh cần hát đúng lời, đúng nhịp của bài hát và nói nội dung của bài hát cho trẻ hiểu. Bây giờ, mời các bậc phụ huynh và các con cùng lắng nghe bài hát Con gà trống của nhạc sĩ Tân Huyền. Học giỏi, hát hay. Xin chào và hẹn gặp lại các quý bậc phụ huynh và các bé ạ.